Asus K53 HD. Lỗi 5809. Đó. Rồi thì mình cắm vô này chưa thấy enter này. Đánh dòng vào 2 chặt 0.26. Rồi, đó là con 5809 này. Cái này là đó thôi nha. Biết mắt rồi thì demo lại thôi. Đây. Đó, đâu có bán 3 này. Bên trong này. Không có liên tục 33 nhưng không vô nó nhầm rồi. Đây. Mình sẽ gắn con trợ vô gắn trợ 2 ký 2 mới lấy ra. Con rơ 5809 đấy nha. Này 3V này, 2,2 kg này. Và bên đây là system bao hút. Rồi để mình thấy coi. Đây này. Anh chờ mình gì tại á. Để thử coi. Tua vì tiêu
Còn nay nó một không cầm mấy sáu hết tám nha. Nhờ lên 58 không chỉnh nha, mất bao nét qua nè. Mất gần 1 tiếng đồng hồ mới làm xong. Video mình cắt bớt nó nha. Thì có kích được bán quay lại vậy đó. Còn mắng có quay lúc làm được. Lại bỏ có thử thôi, không được cái không. Đây. 1.57. Rồi. Màn hình có tẹt thử coi. Rồi, được rồi, lên ạ. Ok. Đó, con điện trở đây này. Một lần này tâm báo hút lúc này đó có buổi mới ra được không?